Nam thanh niên vắt dao chém cả vợ, lẫn bố mẹ đẻ. Một nam thanh niên tại Quảng Ninh bất ngờ dùng dao chém bố mẹ đẻ và vợ. Khiến ba người này bị thương, phải nhập viện cấp cứu. Ngày 3 tháng 10, Công an thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh cho biết. Đơn vị đang điều tra làm rõ vụ việc, một nam thanh niên vắt dao chém bố mẹ đẻ và vợ đối tượng gây thương tích. Thông tin ban đầu về vụ việc, vào ngày 2 tháng 10, tại khu 2, phường Hà An, thị xã Quảng Yên, đối tượng Ngô Văn Hùng sinh tháng 5 năm 1989, trú tại khu 2, phường Hà An thị xã Quảng Yên, bất ngờ dùng dao, chém bố mẹ đẻ và vợ của Hùng. Vụ việc khiến ông Ngô Văn Nghĩa, sinh tháng 5 năm 1964, bố đẻ Hùng, bị đứt hai ngón tay, mẹ đẻ của Hùng là bà Trần Thị Thủy, sinh tháng 5 năm 1968, bị thương ở tay. Và vợ của Hùng, là chị Vũ Thị Như Quỳnh, sinh năm 1990, bị thương ở người. Ngay khi xảy ra sự việc, cảnh sát đã có mặt tại hiện trường khống chế bắt giữ đối tượng ngô văn hùng và đưa các nạn nhân đi cấp cứu đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc nguyên nhân vụ nam thanh niên chém cả bố mẹ đẻ và vợ đang được điều tra làm rõ